Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, kẻ đánh bom tự sát đi xe đạp đã cho nổ tung số thuốc nổ trên người khi tên này dừng lại tại một rào chắn tại thị trấn Hazara, rìa tây thành phố Quetta. Đây vốn là nơi cộng đồng Hồi giáo thiểu số dòng Shia sinh sống tại Pakistan. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Laskar-e-Taiba, một nhóm cực đoan tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công trên kênh truyền hình địa phương Express News. Tổ chức phiến quân này thành lập năm 1996 ở thành phố Jang, tỉnh Punjab, Pakistan. Hồi tháng 9 của năm 2010, tổ chức này đã từng tiến hành 3 vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào những người Hồi giáo ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương.